nghĩ đây không là vấn đề, thì thật sự ra bây giờ ai về đội bóng thì cũng phải là coi như là cùng ngồi cùng nhau để làm việc cả. Nghĩ là không phải biến động cái gì cả. Bây giờ ai về đội bóng, tôi về đội bóng hay là anh Thắng hay này, bất kể là ai về đội bóng cũng phải tìm cách để coi như là giúp để đội bóng thoát ra cái tình huống khó khăn này, chứ tôi nghĩ là không có biến động nữa. Tôi nghĩ là các cầu thủ hoàn toàn tâm lý vẫn rất là thoải mái, từ trong tập luyện đến sinh hoạt. Có cái là trong cái thi đấu lúc tôi về cũng có cái là chưa có được cái trận thắng, nên hầu như cái tâm lý của các bạn cũng có vẻ là vẫn hơi có cái căng thẳng. Tôi nghĩ là khi bây giờ mà đội Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết có một trận thắng thì tôi nghĩ là cái tinh thần của các bạn sẽ thay đổi hẳn.